Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt cái tính năng tự động phát video tiếp theo khi mà các bạn xem video ở trên ứng dụng YouTube. Khi mà chúng ta xem video ở trên ứng dụng YouTube này, khi mà chúng ta xem gần hết hoặc là hết một cái video nào đó, thì nếu như các bạn bật cái tính năng tự động phát video thì ứng dụng YouTube nó sẽ tự động nó phát một cái video tiếp theo được đề xuất gần nhất với cái video mà các bạn vừa xem. Và nếu như các bạn muốn bật hoặc là tắt cái tính năng tự động phát video tiếp theo ở trên ứng dụng YouTube thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở YouTube lên và các bạn sẽ chọn là phần tài khoản YouTube của các bạn. Ở đây các bạn vuốt lên, nó sẽ có một cái mục là thời lượng đã xem. Các bạn chọn là phần thời lượng đã xem. Lúc này nó sẽ có một cái mục là công cụ quản lý thời gian trên YouTube và nó sẽ có cái phần là tự động phát trên thiết bị di động. Khi bạn xem hết một video, video khác sẽ tự động phát. Cái mục này nó đang bật lên. Nếu các bạn muốn tắt, các bạn chỉ cần gạt cái mục này đi. Thì như vậy mỗi lần mà các bạn xem video xong thì nó sẽ không tự động phát và cũng như là gợi ý cái video tiếp theo cho các bạn. Hoặc là nếu các bạn muốn sử dụng tính năng này thì các bạn lại bật nó lên. Và trên đây chính là cách để chúng ta có thể là bật tắt được cái tính năng tự động phát video tiếp theo khi xem video ở trên YouTube.